ông Phạm Minh Chính có thay được ông Trọng làm Tổng Bí Thư, sự thật ít ai biết. Quý vị thân mến, nếu ai đang quan tâm đến chính trường Việt Nam thì đều biết Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng năm nay đã ngoài 80 tuổi và sức khỏe của bác cũng đã yếu đi nhiều so với một vài năm trước đây. Và sau những lo lắng của người dân cả nước dành cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi tuổi tác của bác đã cao và sức cũng đã có hạn, nhưng vẫn ngày đêm lo lắng cho đất nước, cho nhân dân, thì bên cạnh đó là những xôn xao dư luận về người sẽ thay thế bác Trọng lên giữ vị trí quyền lực nhất của Đảng. Những cán bộ lãnh đạo cấp cao có sự uy tín lớn đều được đưa lên bàn cân so sánh, xem ai sẽ đủ sức đủ tài hơn để đảm nhận trọng trách này. Và một trong những cái tên phải tốn nhiều giấy mực nhất khi viết và giành được nhiều lượt bình chọn nhất từ phía người dân đó chính là Thủ tướng Phạm Minh Chính, một nhà lãnh đạo uy quyền với bề dày hoạt động chính trị lâu năm. Nhưng liệu ông Phạm Minh Chính có thay được ông Trọng làm Tổng Bí Thư không? Mời quý vị cùng chương trình phân tích trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, sau khi được Quốc hội bầu, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính trở thành vị Thủ tướng thứ 9 trong lịch sử của Chính phủ. So với những Thủ tướng tiền nhiệm, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính có một điểm rất khác biệt. Ông là trường hợp đầu tiên là Thủ tướng khi chưa từng là thành viên Chính phủ. Trong lịch sử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoại trừ trường hợp Bác Hồ, người từng giữ chức Thủ tướng Chính phủ, những trường hợp còn lại trước khi trở thành Thủ tướng đều kinh qua chức Phó Thủ tướng. Đó là trường hợp của ông Phạm Văn Đồng. Ông làm Thủ tướng từ năm 1955 đến năm 1987. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng. Ông giữ chức vụ này từ năm 1987 đến năm 1988. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười giữ chức vụ này từ năm 1988 đến năm 1991. Thủ tướng Võ Văn Kiệt giữ chức từ 1991 đến 1997. Thủ tướng Phan Văn Khải giữ chức từ 1997 đến 2006. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giữ chức từ 2006 đến 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức từ 2016 đến 2021. Ông Phạm Minh Chính là trường hợp đầu tiên chưa từng là thành viên Chính phủ, trở thành người đứng đầu Chính phủ. Với sự khác biệt so với các vị thủ tướng tiền nhiệm, ông Phạm Minh Chính liệu có được những thuận lợi khi bắt đầu triển khai công tác? Nhìn nhận vấn đề này khi trao đổi với báo chí đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, thành phố Hồ Chí Minh, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng làm việc trong bộ máy quản lý của nhà nước, công tác ở Bộ Công an rồi làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, một địa phương năng động. Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân nói, trong thời gian 5 năm ở Quốc hội, ông là một đại biểu Quốc hội tích cực trong các phiên họp. Tân Thủ tướng còn có quá trình phụ trách công tác nhân sự của Đảng. Công tác này liên quan đến con người, yếu tố rất quan trọng. Những lợi thế từng trải đó chính là động lực, hay nói cách khác là cơ sở quan trọng để ông phát huy khi ở trên cương vị mới. Có thể khai thác được tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ con người Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển kinh tế. Vẫn theo đại biểu Ngân, trong thời gian làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã có những đột phá, giúp tỉnh có những bước phát triển rất năng động, tạo điều kiện cho nhiều địa phương khác đến học tập, nhất là về công tác tổ chức quản lý nhân sự, mô hình quản lý nhà nước. Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân nói thêm, Thủ tướng từng công tác trong ngành công an nên tôi nghĩ ông có thêm một điểm mạnh nữa, đó là sự quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ. Điều mà người dân rất lo lắng là các vấn đề liên quan đến chữ an, như an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm. Tôi rất mong Thủ tướng quan tâm để đem lại chữ an cho nhân dân. Tôi cũng tin tưởng ông sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, phát huy những thành tựu của 35 năm đổi mới của nước ta để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và vững mạnh. Cũng nhìn nhận về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, thông thường chúng ta tiến hành công tác cán bộ tuần tự, từng bước một, chẳng hạn từ Phó Thủ tướng rồi lên Thủ tướng. Nhưng nay chúng ta đã có những điều khác, chẳng hạn nhân sự từ chức Thủ tướng được bầu làm Chủ tịch nước cũng là điều khác so với trước đây. Vẫn theo đại biểu Kim, không phải việc gì tuần tự rồi trở thành tiền lệ và cứ mãi như thế. Có những điều do sự phát triển nên phải có sự thay đổi. Đặc biệt với công tác nhân sự, đối với những người đã được hun đúc, phẩm chất lãnh đạo, quản lý đã thể hiện thì cần phải sớm đưa vào đúng vị trí để họ phát huy hơn nữa. Với công tác cán bộ, việc thực hiện tuần tự cũng cần thiết nhưng không phải tuần tự như chúng ta hiểu là phải từ cấp này mới lên tới cấp kia.
vấn đề ở chỗ cán bộ đó đã đủ chín để bầu hoặc bổ nhiệm trọng trách mới và họ có đủ tố chất để lãnh đạo, quản lý, điều hành, đó mới là vấn đề quan trọng. Đây là cách làm để có thể làm bật lên những tư duy mới, cách nghĩ, cách làm sáng tạo. Còn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc Đồng Nai, khi nói về việc Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng đã cho biết, theo dõi công tác nhân sự kể cả dưới góc độ đại biểu Quốc hội hay người làm công tác lịch sử, ông luôn luôn muốn tìm nhân tố mới. Đại biểu Dương Trung Quốc nói, sự kế thừa là rất cần thiết, nhưng nhân tố mới cũng là điều quan trọng, bởi cuộc sống phát triển có rất nhiều điều mới nảy sinh, đó vừa là thử thách vừa là cơ hội. Chính vì thế tôi đón nhận nhân sự mới như là một ẩn số. Quý vị thân mến, ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, kế nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Vậy đâu là nguyên nhân cơ sở để Việt Nam chọn ông Phạm Minh Chính làm người đứng đầu chính phủ? Trong sự nghiệp của mình, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác, xuyên suốt các lĩnh vực hoạt động từ ngoại giao, xã hội chủ nghĩa, công an nhân dân, giáo dục, luật học, tham gia phương diện chính trị địa phương cho đến trung ương trước khi trở thành lãnh đạo hành pháp của Chính phủ Việt Nam thời kỳ mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ năm 63 tuổi. Thủ tướng Phạm Minh Chính quê ở xóm Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình 8 anh chị em. Gia đình ông là một gia đình đan xen giữa công chức và nông dân. Năm 1963, ông theo gia đình về xây dựng vùng kinh tế mới tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phạm Minh Chính từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng tại Romania và bén duyên với lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế từ rất sớm, tốt nghiệp năm 1984. Theo thông tin về tiểu sử đồng chí Phạm Minh Chính được đăng tải trên tạp chí Xây dựng Đảng, năm 1984, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài, đồng chí được phân công làm nghiên cứu viên khoa học, Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ, đến năm 1989. Đồng chí được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam ở Romania. Đây cũng là thời kỳ đồng chí có điều kiện nghiên cứu về tình hình các nước Đông Âu sau các biến cố chính trị. Năm 1996, đồng chí về nước, tiếp tục công tác tại Bộ Nội vụ, kinh qua nhiều cương vị, trong đó có cương vị Cục trưởng một cục về vấn đề kinh tế của ngành. Năm 2000, đồng chí bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật và năm 2006 được bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an. Đồng chí đã có nhiều thời gian là giảng viên đại học, kiêm nhiệm với học hàm Phó Giáo sư. Năm 2009, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Năm 2010, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Trong thời kỳ này, đồng chí Phạm Minh Chính đã có những công trình nghiên cứu kinh tế thể hiện rõ tư duy, tầm nhìn chiến lược ấn tượng như Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá xuất bản năm 2009, Bối cảnh tài chính Việt Nam năm 1997-1998 và 2007-2008, Khoảng cách và biến đổi. Đây đều là những công trình nghiên cứu kinh tế có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức quý giá cho đổi mới. Công trình Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá sau được in thành cuốn sách dày 538 trang do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành, viết về nền kinh tế của Việt Nam với trọng tâm nghiên cứu đặt vào hệ thống tài chính, tín dụng, tiền tệ. Trong cuốn sách toàn bộ bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ năm 1945 đến đầu những năm 2000, được trình bày với mong muốn để lại trong độc giả những suy nghĩ về hành trình tiếp tục chinh phục nền kinh tế toàn cầu cùng giấc mơ Việt Nam thịnh vượng. Trong bài viết trên tạp chí Cộng sản từ năm 2009, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, hiện là Ủy viên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đã nhận xét về cuốn sách. Có thể nói mổ xẻ lịch sử như là sự khởi động đến tương lai. Khi đọc cuốn sách Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia mới ấn hành, là công trình nghiên cứu một giai đoạn phát triển sôi động bậc nhất của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn đổi mới. Chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Đây thực sự là một công trình nghiên cứu lịch sử kinh tế gắn với một giai đoạn do vị trí lịch sử khá đặc biệt của nó được mổ xẻ, phân tích, đánh giá kỹ càng, không chỉ bởi các học giả Việt Nam mà còn của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Là một chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên
đã đi và tư vấn ở hầu hết các tỉnh, thành phố, ông từng đúc kết ra một điều: ở đâu lãnh đạo tỉnh, thành phố quyết liệt, có tầm nhìn đột phá thì ở đó phát triển khác hẳn. Quảng Ninh hiện nay được coi là một hiện tượng phát triển của đất nước, một hình mẫu chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tài nguyên khoáng sản thô là chủ yếu sang du lịch và dịch vụ, với sự tăng tốc từ 8,8% GDP năm 2014 lên mức hai con số suốt nhiều năm, cả trong năm đại dịch COVID-19 vừa qua. Nhiều cán bộ và nhân dân Quảng Ninh cho rằng Quảng Ninh bắt đầu bứt phá và tăng tốc từ giai đoạn 2011-2015, thời kỳ đồng chí Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy, với cách làm sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược: hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Trước thềm Đại hội 13 của Đảng vừa qua, Quảng Ninh đã có những dấu ấn nổi bật về thu hút đầu tư, với nỗ lực thu hút 2 tỷ đô vốn đầu tư. Song ít người biết, nhiều gương mặt nhà đầu tư hôm nay cũng chính là những người có mặt tại cuộc xúc tiến đầu tư đầu tiên do tỉnh này tổ chức đầu năm 2012 với slogan Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa, mà đồng chí Phạm Minh Chính khi đó là bí thư tỉnh ủy đã quyết liệt chỉ đạo. Lúc bấy giờ, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới từ cuối năm 2008, kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Chiếc bánh ngân sách của tỉnh Quảng Ninh 70% từ than, chỉ 20% từ sản xuất kinh doanh, 10% từ đất. Vậy mà bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính khởi xướng chuyển đổi chiến lược, chuyển từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh, tức từ khai thác khoáng sản sang phát triển du lịch dịch vụ, trong sự ngỡ ngàng khó tin của cả hệ thống chính trị. Đây là quyết định lịch sử, và hội nghị xúc tiến đầu tư đó đã thu hút tới hơn 1.000 người, trong khi khách mời dự kiến ban đầu chỉ là vài trăm. Nhiều nhà đầu tư lớn đã tìm đến sau hội nghị như Tech Hong, Hồng Kông, Rand Airport, Vương quốc Bỉ, SE Nhật Bản, Vingroup, Sun Group. Song chỉ chuyển hướng thôi chưa đủ, phải chuyển cả cách làm. Bằng con mắt của người có tố chất tổ chức tài năng, bí thư Phạm Minh Chính sớm nhận ra nếu để hồ sơ đầu tư đi từ dưới lên, qua sở kế hoạch và đầu tư thì các dự án rất chậm. Bí thư tỉnh ủy giao một phó chủ tịch kiêm giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư với mô hình hồ sơ đi từ trên xuống thay cho từ dưới lên. Công việc tiến triển rất nhanh. Quảng Ninh cũng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công đầu tiên trên cả nước, đồng thời quyết liệt cải cách hành chính. Nhờ vậy đã nhanh chóng 3 năm liên tiếp, từ 2017 đến 2019, dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BIC. Cùng với đó, với tư duy quy hoạch phải đi trước một bước, Bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính đã có cách làm đột phá, đề xuất và được Trung ương chấp thuận cho thuê các đơn vị tư vấn nước ngoài xây dựng quy hoạch gồm MC Kinsey, BCG Mỹ, Nikken Shiki, Nippon Koei Nhật Bản. Tuy nhiên, Quảng Ninh làm rất chặt chẽ, không khoán trắng cho nước ngoài mà thành lập các tổ tư vấn, giúp việc và trực tiếp làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài. Đổi mới, hội nhập nhưng phải độc lập, tự chủ, đó là quan điểm rất rõ trong tư duy nhà lãnh đạo Phạm Minh Chính. Câu chuyện xây dựng sân bay Vân Đồn là một ví dụ điển hình. Đơn vị tư vấn của Mỹ McKinsey khuyến nghị Quảng Ninh không nên làm sân bay vì gần đó đã có các sân bay Cát Bi, Nội Bài, nhưng ông Phạm Minh Chính vẫn giữ nguyên quan điểm. Sau cuộc tranh luận kéo dài, Bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính đã khiến nhà đầu tư phải tâm phục khẩu phục khi khẳng định thực tế. Xu thế phát triển, đời sống nâng lên, nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí gia tăng thì cái cần nhất với con người là thời gian. Để di chuyển nhanh nhất phải bằng máy bay, song nếu đầu tư một con đường cao tốc gần 60.000 tỷ đồng chỉ để kết nối ba trung tâm kinh tế là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhưng nếu đầu tư sân bay chỉ mất 7.500 tỷ đồng, sẽ kết nối được cả thế giới. Chính nhờ tư duy đột phá và quyết tâm chính trị mạnh mẽ đó, Vân Đồn sân bay tư nhân đầu tiên đã được quy hoạch và xây dựng thần tốc. Phát biểu tại Đại hội 13 của Đảng vừa qua, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã nhắc đến vai trò kiến tạo của thế hệ đi trước và khẳng định Quảng Ninh hôm nay vẫn tiếp tục mạch phát triển đổi mới. Có nhiều nét được khai phá từ thời đồng chí Phạm Minh Chính, kiên trì đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh dựa vào ba trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa, kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập và cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
phương thức đầu tư vẫn được kế thừa thành công của giai đoạn 2010-2015 với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Kể từ đó đến nay, Quảng Ninh đứng đầu cả nước trong triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP với 44 dự án có tổng số vốn 47.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước tham gia chiếm 10%, chủ yếu tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra có thể huy động được từ 8,9 đồng từ khối tư nhân tham gia đầu tư vào Quảng Ninh. 4 năm làm bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Minh Chính còn để lại nhiều dấu ấn đột phá khác. Năm 2014, sau khi được Trung ương cho phép, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước đã thực hiện chủ trương nhất thể hóa các chức danh đến cấp quận huyện, đồng thời rà soát tiến hành hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn chính quyền cùng cấp có nhiệm vụ tương đồng. Hàng loạt các chức danh trong toàn tỉnh được nhất thể hóa. Ngay trong năm 2014, Quảng Ninh đã giảm được 101 phòng, ban, đơn vị, tinh giảm 1.164 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, không chi trả phụ cấp thường xuyên cho 17.697 người, giảm cho ngân sách cả 100 tỷ đồng. Tháng 4 năm 2015, đồng chí Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tháng 1 năm 2016, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, được phân công giữ chức trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trên cương vị trọng trách, công việc, then chốt của Đảng, hơn một nhiệm kỳ qua cũng là thời điểm thử lửa đầy thách thức đối với ngành tổ chức cán bộ cũng như toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị. Trước đó, những hạn chế về bộ máy hành chính cồng kềnh, quan liêu, tham nhũng từng kéo dài nhiều năm gây bức xúc dư luận, tệ chạy chức chạy quyền gia tăng, có những căn bệnh tưởng như trầm kha khó có thuốc chữa, đã tồn tại nghịch lý, càng thực hiện tinh giảm biên chế thì bộ máy càng phình to hơn, biên chế lại càng tăng. Tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2014, đại biểu Trần Du Lịch, đoàn thành phố Hồ Chí Minh bức xúc: nếu cứ duy trì bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với tất cả ban bệ hệ thống như hiện nay thì không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này. Tại phiên thảo luận của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 vào tháng 10-2017, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội Nguyễn Minh Sơn trăn trở: cái bánh ngân sách dù có trở thành nồi cơm của thạch xanh cũng khó bao bọc nổi nền hành chính cồng kềnh như hiện nay. Tại một kỳ họp Quốc hội khóa 13, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình đã nhắc đến con số đáng thất vọng khi tổng kết về công tác tinh giản biên chế, sau 10 năm biên chế không giảm mà còn tăng 25%. Song kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua nhìn lại, chính đại biểu Nguyễn Ngọc Phương bất ngờ về những chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này. Trả lời báo chí về vai trò, đồng chí Phạm Minh Chính, đại biểu nhấn mạnh: tại nghị trường Quốc hội tôi đã từng ca ngợi vấn đề tinh giản biên chế và kiến nghị hết nhiệm kỳ, Quốc hội và Chính phủ mới xem xét những tổ chức, cá nhân làm tốt về công tác tinh giản biên chế thì phải phong anh hùng chứ không phải là khen thưởng. Từ đó ông nhấn mạnh đến thành tích về tinh giản biên chế trong nhiệm kỳ này. Chúng ta đều ghi nhận những đóng góp và thành công của đồng chí Phạm Minh Chính. Theo đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bộ máy đã được tinh giản đáng kể. So với thời điểm trước khi có hai nghị quyết này, trước tháng 7-2017 đến cuối năm 2019, bộ máy đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 97 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 565 đơn vị hành chính cấp xã, hơn 5.000 đơn vị sự nghiệp. Về biên chế, cả nước giảm 500.000 người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách, gần 15% so với thời điểm bắt đầu thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị 30 tháng 4-2015. Trong đó giảm 40.000 công chức từ cấp huyện trở lên, viên chức giảm 200.000, hợp đồng lao động giảm gần 7.000 người, công chức cấp xã 5.000, hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố giảm 260.000 người. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế không chỉ nằm ở những con số ấn tượng mà được tính toán ra tiền, ra gạo. Theo tính toán của Bộ Tài chính, năm 2019 so với năm 2017 giảm 0,85% tỷ trọng chi thường xuyên, tương đương 10.000 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến 2019, chi ngân sách nhà nước giảm trên 15.000 tỷ đồng,
từ tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế và đổi mới sự nghiệp công. Việc thực hiện nghị quyết số 18 NQTW và nghị quyết số 19 NQTW đã giúp 6 giảm, 6 tăng. Một dấu ấn đột phá hết sức quan trọng nữa trong nhiệm kỳ Đại hội 12 là Trung ương có riêng nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nghị quyết với nhiều cách làm việc, chiến lược, đột phá, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, chiến lược, ngang tầm nhiệm vụ, đủ năng lực gánh vác trọng trách phát triển đất nước với những mục tiêu rất lớn được xác định ở cột mốc trọng đại năm 2030 cho 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 cho 100 năm thành lập đất nước. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, đồng thời tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, làm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu, chắc đến đó. Nhiệm kỳ Đại hội 12 còn ghi dấu ấn quan trọng của trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trong những tham mưu chiến lược về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Việc Bộ Chính trị sớm thực hiện quy trình 5 bước trong công tác cán bộ thay cho quy trình 3 bước trước kia có thể coi là một đột phá hết sức quan trọng, giúp lấp đi nhiều lỗ hổng trong công tác cán bộ. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Việc ban hành quy định 205 đã đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ tồn tại trong suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua. Lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, chỉ rõ các hành vi chạy chức, chạy quyền, các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và chế tài, hình thức xử lý. Một dấu ấn sâu sắc nữa không thể không nhắc đến là tinh thần xây luôn đi đôi với chống trong nhà lãnh đạo Phạm Minh Chính. Tại Đại hội 13 của Đảng vừa qua, lần đầu tiên cơ chế 6 giám để bảo vệ cán bộ đã được đề cập, trình bày tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng với sự tham gia của gần 1 triệu cán bộ, đảng viên vừa qua, đồng chí Phạm Minh Chính đã nhắc lại vấn đề này với rất nhiều quyết tâm. Theo đồng chí, rất cần sớm có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương thì phải đi đôi với bảo vệ. Chúng ta siết chặt kỷ luật, kỷ cương rồi, nhưng người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, rồi dám nói, dám đấu tranh, thì chưa có cơ chế minh bạch để bảo vệ. Chúng ta cố gắng làm. Đồng chí nhấn mạnh và cho biết vừa qua, theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng dự thảo cơ chế này và qua nhiều vòng thảo luận, song vẫn chưa thấy yên tâm khi báo cáo Bộ Chính trị. Trong chương trình làm việc toàn khóa Trung ương 13 đã đưa nội dung này và trong năm nay 2021, theo phân công của Bộ Chính trị, nội dung này sẽ sớm được báo cáo. Cũng không thể không nhắc đến dấu ấn sâu đậm của trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính với giới báo chí cả nước. Đồng chí chính là người khởi xướng và chỉ đạo quyết liệt để tổ chức và phát triển giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng qua 5 năm đã trở thành giải thưởng báo chí có uy tín, đã và đang tạo được sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong xã hội. Quý vị thân mến, Thủ tướng Phạm Minh Chính hay có thể là bất cứ vị lãnh đạo nào được đề cử, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp xây dựng một đội ngũ cán bộ ưu tú, có tầm nhìn thời đại và hết lòng vì dân, giúp tạo nên nền móng của một nhà nước hiện đại để Việt Nam phát triển nhất và tăng cường lòng tin của nhân dân vào đội ngũ lãnh đạo và hệ thống chính trị. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh của chúng tôi.